Yep, bây giờ mình mở nó ra, mình chùi rửa với lại xịt bụi cái này nọ, coi nó tiếng kêu nó có giảm xuống không. Mình nghĩ lâu ngày mình cái laptop mình không có take care nó, mình không có chùi rửa, mình không có này làm gì hết, cho nên là có thể nó bụi nó bám trong cái quạt á thì nó kêu. Bây giờ mình mở ra nha. Mấy cái tục lô vít mở cái laptop với lại này á thì thường thường là nó không phải tục vít dẹp mà cũng không phải tục vít 4 chấu. Tục vít này nó có như 6 chấu lận, giống cái thuốc gì tiếng Việt không kêu, biết kêu bản gì mà tiếng Anh lại kêu giống cái thuốc vậy, nó nhỏ chút xíu à. Thì mình phải có cái đồ nghề, đúng cái đồ nghề thì mình mới mở vậy. Còn vào 4 chấu vô nó không có quốc, không có được. Lấy cái nắp ra. Bên này thì đây cái laptop này, cái model này á, thì cái cục này là cục pin, cái battery nó nằm đây, nhưng mình nhìn thì cái quạt nó nằm đây. Cái quạt nó xoay, mình mở ra mình coi. Đây là cái dây điện, điện này nó nằm thật ra nó không có dính vô được cái quạt. Cái này là mình gỡ cái nút này ra, cái nút này là nó gắn vô đây thì giật lên là nó ra thôi, dễ lắm. Chị mở bên dắt được rồi. Còn đây là nó dùng cái tùng vít đầu vít 4 chấu, mở này ra. Mấy tục vít nhỏ này á, thường thường mình có một cái mẹo là mình gắn vô cái trick, là mình gắn vô cái cục 500 á, gắn cái này vô cục hai cục 500 của cái magnet á, thì lâu ngày á cái 500 nó sẽ qua đây. Thì mình vặn vặn với là mấy ốc nhỏ rồi vậy thì nó dính vô, mình khỏi mất công đó, quý vị thấy không, nó dính vô thì mình rút lên nó dễ hơn. Thì cái này là hai ốc này ra xong rồi á. Cái này cũng gỡ luôn, bên này cũng có cái dấu, có cái ổ cắm, thì cái này nó vậy đè vô thôi à, bỏ nó đây luôn. Lấy nó lên. Thì nó là đây, bên này nó có gắn vô đây. Ý kiến mình mang bây giờ mắt mình không có còn như tuổi trẻ nữa. Cái này mình đưa vô, giật cái này ra để nó ra. Đó, ở đây là cái quạt, quý vị thấy không, thì bụi đây là một lớp bụi mình mới thấy bám ra đây, thì trong này bụi nhiều lắm, cũng có thể không phải là bụi nhưng mà cũng có thể là vì bụi với lại lâu ngày nó bám vô, thì mình đem ra mình chùi rửa, hy vọng là nó hết kêu. Ok, giờ mình lấy đồ. Cái này đúng ra nó có một cái air booster, cái kênh bằng thổi air ra, nhưng mà mình hết rồi.
mình chưa mua lại, cho nên thì bây giờ mình có thể mình dùng cái máy sấy tóc mình xịt mạnh thì bụi nó vẫn ra, nếu mà nó không được thì mình dùng cái air compressor mình xịt nó ra. Mình dùng máy sấy tóc trước. Thổi sạch lắm rồi nè. Mình gắn vô lại. Vô lại thì cũng đơn giản thôi. Mình chỉ làm ngược mấy cái bước kia thôi. Reverse the other steps and then bỏ vô. Đúc cái này vô đây. Cái này nó nhỏ lắm thì mình lấy tục vít mình để nó vô. Đó. Để vô đó. Mình bắt hai con ốc này lại. Mấy con ốc nhỏ này mà cái này mà không có 500 nó không hết á, nó khó làm lắm. Đó, mình bỏ về cái mình đu, chứ không mình bỏ vô đây nữa rất là khó. Vậy gắn này dưới này vô đây, này gắn cái này vô lại đè nó xuống, đè nó xuống à. Nó vô lại vị trí cũ, everything xong vậy thôi thì mình gắn luôn cái nắp này vô. Để chắc mình gắn hai con thôi, mình thử qua nó sao đã. Hai con. Đây. Qua đây. Yep, bây giờ thì mình log on vô, mình vô lại computer mình chạy mấy cái program này này, coi tiếng kêu nó còn lớn không. Thông thường mà mấy program mà nó cần nhiều cái CPU với memory á thì nó chạy mạnh lắm thì tiếng kêu nó sẽ nâng lên. Nhưng hồi nãy cái quạt này, cái fan này nó kêu hơi lớn, nó kêu giống như có những cái bụi nó bám lại thì nó kêu tiếng kêu nó không có bình thường. Vì hy vọng bây giờ mình chùi rửa nó xong, xịt nó sạch thì tiếng kêu nó sẽ giảm. Rồi bây giờ mình test nó nha. Thì cái program này nãy mình cũng chạy giống vậy đó, thì tiếng kêu nó lớn lắm. Bây giờ để nó chạy qua cái lúc mà cái quạt, cái fan đó nó chạy thì nghe tiếng kêu nó có khác hồi nãy không? Đó, cái fan nó bắt đầu nó kick in rồi đó, nó bắt đầu chạy. Thì mình nghe nó cũng nhỏ hơn hồi nãy rất nhiều. Đó, bây giờ nó lớn hơn chút. Thì nếu mà lúc mình chạy cái nhiều cái software, nhiều cái program mà nó cần cái CPU nhiều á thì tiếng kêu nó tất nhiên nó phải lớn hơn. Nhưng hồi nãy thì cái tiếng kêu quá lớn. Ở tiếng kêu này là mình nghĩ bình thường rồi đó. Đó. Nó kêu êm đó. Đó, thì vậy thôi. Mình video này mình muốn chia sẻ đến quý vị cách mình chùi rửa, mình take care cái fan để cho nó kêu, nó tiếng kêu nó nhỏ hơn, xịt bụi này nọ của cái laptop. Đó, tiếng kêu bây giờ nó êm lắm rồi quý vị. Thường thường mấy cái video mà mình làm video mấy cái software mình làm video edit video này nó thì cái system CPU memory nó cần lớn lắm,
Tiếng kêu này là tiếng kêu rất là êm rồi, normal. Thì đại khái là vậy, mình đã mở ra mình chùi rửa cái quạt, cái fan, mình gắn vô lại thì tiếng kêu nó đỡ rất nhiều. Mình muốn chia sẻ đến quý vị vậy thôi. Xin hẹn lại quý vị và các bạn ở những video sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Thank you for watching. Bye now.